Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với một cái video clip nữa của Justin. Ngày hôm nay thì mình muốn nói với các bạn về vấn đề visitor record và visitor visa. Sự khác nhau giữa hai cái đó là cái gì? Tại vì theo như các bạn cũng biết á, là dạo thời gian gần đây có rất nhiều là cái chuyến bay giải cứu của Việt Nam sang đón công nhân Việt Nam từ Canada về, thì cũng cùng cái thời điểm đó thì cũng rất là nhiều bạn hoặc rất nhiều quý vị anh chị đang ở Canada và bị kẹt lại chưa có về được. Cho nên là có rất nhiều câu hỏi là mình ở lại thì mình có cần phải gia hạn hay không, hay là mình gia hạn nhiều lần như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái những cái du lịch lần sau của mình hay không. Trước tiên hết thì mình sẽ nói với các bạn biết cái sự khác nhau giữa cái visitor visa và cái visitor record. Đối với cái visa, đó là cái tờ giấy mà họ dán cho mình trong cái passport lúc mà mình xin cái visa ở Việt Nam hay là ở một cái nước ngoài nào đó. Cái visa này nó cho phép mình được mua vé bay và nhập cảnh vào Canada. Thì cái thời hạn mình được ở Canada lần đầu tiên khi mình nhập cảnh á, nó thông thường là 6 tháng kể từ ngày mình nhập cảnh. Một số trường hợp khi các bạn nhập cảnh vào Canada thì hải quan họ sẽ đóng cho mình cái dấu và họ sẽ ghi cái ngày mà mình phải rời khỏi Canada là 6 tháng kể từ ngày hết hạn, kể từ ngày nhập cảnh. Nhưng mà có một vài trường hợp họ không có đóng dấu gì hết thì các bạn cứ nhớ là cứ 6 tháng kể từ cái ngày nhập cảnh là các bạn phải rời khỏi Canada. Cái giấy thứ hai là cái visitor record. Đối với cái visitor record là họ một cái tờ giấy họ cấp cho những người đã ở trong Canada rồi, và cái tờ giấy đó để gia hạn cho những người đang ở trong Canada theo cái trạng thái du lịch. Cái tờ giấy này cũng dành cho một số trường hợp, ví dụ như các bạn nào đã là student đang có study permit hoặc là work permit mà vì một cái lý do gì đó cái giấy tờ của mình hết hạn và mình chưa thể rời khỏi nước được, thì mình phải xin đổi cái trạng thái của mình từ du học hoặc là từ đi làm sang du lịch. Thì với những cái trường hợp đó, họ sẽ cấp cho mình cái gọi là visitor record. Cái thời hạn cấp bao lâu và những cái điều kiện như thế nào thì tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nhưng mà có khi nó có thể là 3 tháng, có khi nó 6 tháng hoặc có khi nó 1 năm. Nó không có một cái trường hợp nào cố định là họ sẽ cấp bao lâu, tùy vào hoàn cảnh của các bạn. Ok. Đối với cái hồ sơ xin gia hạn visitor record á, thì các bạn nên nộp ít nhất là 30 ngày trước cái ngày hết hạn của mình. Cái thời gian xử lý hồ sơ visitor record á, nó trung bình á, là nó khoảng 3 tháng trở lên, có khi 5-6 tháng cũng được, cũng không chừng. Cho nên là các bạn tốt nhất là phải nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, miễn sao là các bạn nộp cái hồ sơ visitor record trước cái ngày hết hạn. Cái đó là cái điểm mấu chốt, là cái hồ sơ phải được nộp trước cái ngày hết hạn của cái thời gian hiện tại. Và khi mà họ cấp cho bạn cái visitor record thì họ sẽ gửi cái giấy mới, cái giấy visitor record đó về nhà cho bạn theo đường bưu điện. Cái thời hạn mà được ở lại thêm sau khi mình apply á, nó cũng khó nói lắm. Thông thường họ cấp cho mình bình thường nhất là khoảng 6 tháng, nhưng mà có khi 3 tháng và có khi là 1 năm, tùy vào cái hoàn cảnh của từng người và tùy vào cái hoàn cảnh của từng cái hồ sơ, cho nên mình không thể nào mình nói được là bao lâu, nhưng mà thông thường mình thấy nhiều nhất là khoảng 6 tháng. Thật sự ra trong cái hồ sơ nó không, trong cái luật đó, nó không có quy định là mình được gia hạn tối đa là bao nhiêu lần hay là gia hạn nhiều nó có ảnh hưởng gì hay không, tùy vào cái hoàn cảnh của từng người. Tuy nhiên là trong cái thời điểm dịch bệnh trong năm 2020 vừa qua và có thể là nó sẽ kéo dài, các chuyến bay quốc tế nó đang rất là giới hạn, cho nên là cái việc các bạn bị kẹt lại ở Canada là một cái việc nó bất khả kháng. Cho nên mình theo cái ý kiến cá nhân của mình á, là trong cái thời điểm này các bạn gia hạn nhiều lần nó không có ảnh hưởng gì về những cái lần du lịch lần sau hay là những cái lần gia hạn tiếp theo cả. Trong cái điều kiện bình thường á, thì các bạn chỉ được gia hạn hoặc là gọi là restore cái status của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn.
Có nghĩa là trong vòng 90 ngày các bạn có thể nộp đơn xin gia hạn tiếp tục, và ngoài cái tiền đóng phí gia hạn các bạn phải đóng thêm cái tiền mình gọi nôm na là cái tiền phạt á, là khoảng 200 đồng để người ta restore lại cái status cho mình trở lại ban đầu. Đó là trong cái điều kiện bình thường lúc trước. Tuy nhiên là vì cái vấn đề dịch bệnh và cái vấn đề khó khăn trong cái năm 2020 này, họ Sở Di trú đã cho phép là những cái hồ sơ nào mà bị hết hạn từ hồi sau tháng 1 năm 2020 á, các bạn có thể nộp hồ sơ xin gia hạn cái visitor record của mình trước tháng 12, trước 31 tháng 12 năm 2020 thì các bạn vẫn có thể restore được cái status và vẫn có trở lại cái visitor record bình thường được. Cái đó là cái điểm đặc biệt trong cái năm 2020 này. Cái điểm mấu chốt của cái xin gia hạn là các bạn phải nộp cái hồ sơ trước cái ngày hết hạn. Có nghĩa là có thể trước 1 ngày cũng được, trước 2 ngày cũng được. Miễn sao cái hồ sơ đã được Sở Di trú nhận trước cái ngày các bạn hết hạn là các bạn được phép ở lại Canada hợp pháp. Thì cái này nếu mà nói sâu xa hơn thì nó là cái implied status. Thì implied status là gì? Thì các bạn có thể đón xem một cái video mình nói chuyên về implied status. Nhưng mà miễn sao là các bạn nộp hồ sơ trước cái ngày các bạn hết hạn thì trong khi các bạn chờ đợi cái kết quả cuối cùng của hồ sơ, các bạn không phải lo về các vấn đề ở đây bất hợp pháp. Đây cũng có thể là một cái hiểu lầm rất là lớn của rất nhiều người, và mình cũng muốn giải thích. Khi mà họ cấp visa cho mình á, thì nếu như cái hồ sơ của mình tốt và cái người đó ok á, thì thông thường Sở Di trú họ sẽ cấp cho mình cái visa hết cái passport của mình luôn. Và thông thường cái passport của mình 10 năm thì họ sẽ cấp cho mình cái visa tối đa là 10 năm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn được phép qua Canada và ở suốt 10 năm. Cái đó là hoàn toàn sai và nhiều người rất là hiểu lầm về cái vấn đề này. Cái visa là cái giấy cho phép các bạn có thể bay qua Canada trong vòng 10 năm đó, các bạn có thể bay qua Canada bất cứ lúc nào. Tuy nhiên là mỗi lần nhập cảnh các bạn chỉ được ở tối đa là 6 tháng hoặc là cái thời gian mà cái người hải quan họ chỉ định cho các bạn lúc các bạn nhập cảnh, chứ không phải là các bạn có visa 10 năm là các bạn được ở đây Canada 10 năm. Mình hy vọng là với một cái video ngắn vừa qua chia sẻ về cái vấn đề gia hạn visitor visa hay là visitor record, một phần nào giúp các bạn hiểu thêm về cái loại giấy tờ này. Hy vọng là các bạn luôn theo dõi những cái video của Justin, và nếu có những cái thắc mắc gì đó các bạn muốn hỏi, các bạn có thể đặt câu hỏi cho Justin và mình sẽ cố gắng trả lời trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.